Ok, hôm nay thầy sẽ quay cho các bạn cái bài học đó là thể tích của khối đa diện. Đây là buổi học đầu tiên, được chưa? Và sẽ còn buổi thứ hai nữa. Cái này gọi là phần 1 nhá. Thì sau đây thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn học cái bài này một cách hiệu quả nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến thể tích của các khối hình. Buổi 1 là thể tích của khối đa khối chóp. Thể tích của khối chóp. Thể tích khối chóp. Khối chóp nhá. Ok. Thể tích của khối chóp. Thể tích là gì? Thể tích là giống như kiểu mà các bạn đựng được bao nhiêu lít nước ấy. Các bạn có một cái khối hình nào đó, sau đó người ta hỏi các bạn là tính thể tích của nó được bao nhiêu mét khối, để tính được bao nhiêu lít nước ấy, kiểu như thế. Được chưa? Cái khối hình nó chứa được bao nhiêu lít nước. Và thì cái khối kim tự tháp. Cái khối kim tự tháp của Ai Cập sẽ chứa được bao nhiêu cái lít nước ở đây? Thì chúng ta sẽ có cái công thức để tính như sau. Công thức như này. Đó là 1/3 lần diện tích đáy nhân với chiều cao. Đây thầy sẽ vẽ minh họa cho các bạn nhé. Cái hình của nó như này. Đây là hình ABCD. Được chưa? Đây là hình ABCD. Đó, hình ABCD. Thì cái đáy ở đây là gì ạ? Cái đáy ở đây đó chính là cái ABCD, là gọi là đáy. Còn H ở đây gọi là chiều cao hình tròn. Chiều cao hình tròn. Đó, chiều cao hình tròn. Thế bây giờ chiều cao hình tròn là cái gì? Chiều cao hình tròn là từ đỉnh. Từ đỉnh hà vuông góc với đáy. Thì người ta gọi là chiều cao hình tròn. Đó là ví dụ như đề bài, nếu mà cho SA vuông góc ở đáy thì SA được gọi là chiều cao. Đó. Thì tùy vào bài toán nó sẽ cho một cái gì đó nó vuông góc ở đáy. Thì đa phần là khoảng 80% cả bài tập ấy thì nó sẽ cho SA vuông góc ở đáy. Thì khi đó các em sẽ có thể kết luận là SA là chiều cao. Đúng không? Thế còn đáy thì các bạn biết rồi, đáy ở đây thì là ABCD là đáy. Còn chiều cao thì cứ cái gì vuông góc ở đáy thì cả đó là chiều cao. Nhá. Thì đa phần là chiều cao sẽ là SA. Tất nhiên nó sẽ có những cái trường hợp khác. Ở đây thầy sẽ đã phân trang cho các bạn rồi nhé. Dạng 1 là cạnh bên vuông góc ở đáy. Và dạng số 2 của chúng ta học đó là bài toán liên quan đến chọc đều. Được chưa? Bài toán liên quan đến chọc đều. Nhá. Ok. Thì chúng ta sẽ vào dạng đầu tiên. Nhưng trước khi vào dạng đầu tiên thì thầy sẽ có một cái bảng tổng hợp công thức về cái tính diện tích đáy như thế nào. Thì đáy của chúng ta thì gồm có các hình, đó là tam giác này, thì có những năm công thức để chúng ta có thể tính được cái diện tích tam giác, hoặc là chúng ta có tam giác vuông, hoặc chúng ta có tam giác đều, hoặc chúng ta có hình vuông, hình chữ nhật, hình thói, hình tháng, hình bình hành, được chưa? Hay là đường cao tam giác đều. Một số các công thức ở đây, rất nhiều công thức khác, nhưng mà chúng ta không có đủ cái thời gian để ở đây thầy cũng có thể cung cấp cho các bạn thêm, đó là cái bán kính đường tròn ngoài tiếp là bằng a đến 2 sin, các bạn ghi vào đây này, bán kính, hoặc là cũng có thể là lấy abc chia 4s. Chúng ta sẽ chưa cần dùng đâu, nhưng mà các bạn ghi một khi nào ở đây có bất kỳ một công thức nào cần dùng thì chúng ta sẽ dùng. Và tất cả những cái công thức này của chúng ta đều học ở hồi lớp 10 và lớp 11 cả, cho nên là sẽ không phải gì là lớp 10 cái chỗ này nha. Hồi đã học ở lớp 10 rồi chứ nhở. Đó, những công thức này là hệ thức lượng của lớp 10 cả thôi nhá, sẽ không phải gì là cả. Phần nhiệm vụ của thầy là cung cấp lại những công thức này thôi, và cứ đúng công thức nào thì mình sẽ lật lại để chúng xem nhá. Ok, đáp án câu hỏi số 1. Nốt trong bài làm nó cũng được. Thế bây giờ chúng ta vào bài luôn nhá. Ta sẽ chia thành các dạng như sau này. Dạng 1. Chiều cao là cạnh bên. Chứ còn chiều cao vuông đáy thì ai chả biết. Bây giờ nha, buổi hôm nay này là chiều cao đối với cạnh bên này, buổi sau là chiều cao đối với chỗ khác. Để cho dễ hình dung thì chúng ta cứ vẽ hình câu 1 để thầy giải thích. Câu 1 nha. Nào giờ trang mấy nhỉ? 44 đã đi. Thôi cho anh chọn từ giá E, B, C có đáy vuông này. Đầu tiên là đáy vuông thì
Đây, vậy anh Phương qua nha. Rồi, đây là ABCD này. Giờ người ta cho là chiều cao là vuông với đáy đúng không? SA là vuông với đáy. Rồi, đáy là hình vuông. Thứ hai đó là SA là A căn 2. Rồi. Bây giờ người ta yêu cầu tính thể tích của cái khối chóp này. Thì bạn cứ ghi ra cái công thức thôi. Đầu tiên là vẽ hình chưa? Thể tích này bằng 1/3 lần diện tích đáy này nhân với chiều cao. Ghi công thức ra đã. Thực ra bài này là bài dễ thì thực ra nắm giấy là bạn xong câu này thôi. Nhưng diện tích đáy thì có công thức là gì? Thì bạn cần phải xem này, cái đáy của nó là hình gì đây? Ở phía dưới đáy là hình gì? Hình vuông. Hình vuông thì có công thức gì bên kia? Cạnh bình đúng không? Nào, ghi là gì? A bình chưa? Thế còn chiều cao? Chiều cao là cái gì vuông ngoài đáy? Chiều cao là những cái gì vuông ngoài đáy gọi là chiều cao. Thì ở đây SA là chiều cao. SA là bằng A căn 2. Vậy thì từ đây em suy ra là thể tích sẽ bằng là 1/3 lần A bình nhân với A căn 2. Kể cả là A mũ 3 căn 2/3. Đấy, từ đó câu đầu tiên. Rất là dễ đúng không ạ? Tức là cho anh chọn SABC có đáy có hai mặt phẳng SAB và SAC cùng vuông góc với đáy. Tam giác ABC vuông tại A. Ok. Nào. Thứ nhất là vẽ hình này nhá. Nhưng mà chú ý này, cái câu này người ta cho một cái dữ kiện đó là SAB với SAC cùng vuông góc với đáy. Nào, học năm ngoái chán chê mệt mỏi mòn cả bút nạt cả tay. Thì cái này chính là người ta cho cái gì đây? Hả? SA vuông với đáy đúng không? Đấy, nó ngoài học cái này chả đấy nhá. Hai mặt phẳng mà cùng vuông với đáy ấy, được chưa? Thì giáo tuyến của chúng sẽ vuông góc với đáy, được chưa? Thì bây giờ người ta không nói gì nhưng mà bạn cũng tự hiểu là SA vuông đáy thôi. Đấy, thì bây giờ mình vẽ này. Thứ nhất đấy là tam giác thì vẽ thế nào ạ? Rồi, năm ngoái và năm học ở đấy thì đều được hướng dẫn. Ngay từ cái buổi lớp 11 đã hướng dẫn những cái cách vẽ hình rồi. Đấy. Có bạn mới vào thì hơi lo thôi. Đây. Thì đầu tiên là vẽ cái đáy như thế này đã. ABC. Còn SA vuông với đáy thì vẽ ra thẳng đứng như thế này nha. Rồi, nối lại. Tam giác này vuông ở A. Ký hiệu vuông vào. Đây vuông ở A đây các bạn. Ở đây người ta cho cạnh BC là 2A. AB thì bằng A. SC là 2A. Câu hỏi là tính thể tích đúng không? Thế nhá. Diện tích đáy nào. Thể tích thì bằng 1/3 lần diện tích đáy nhân chiều cao này. Đầu tiên là diện tích đáy nào. Em quan sát đáy là hình gì? Tam giác vuông đúng không? Nhớ là vuông ở A, được chưa? Thì 1/2 lần của cái di tích của hai cạnh góc vuông. Hai cạnh góc vuông là AB và gì cả bạn? AC AC đúng không? AB và AC. Được chưa? AB và AC. Nhưng mà AC thì có vẻ như là các bạn quan sát cái hình này AC nó chưa có. Đúng rồi. AC thì chưa có. Cho nên là bước đầu tiên là chúng ta phải tính được cái thằng AC đã. Nha. Rồi, thì ta ghi này, ta có cạnh AC tính như nào đây? AC đây tam giác vuông đúng không? Cái cạnh BC này được gọi là cạnh gì? Huyền đúng không? Cạnh này là cạnh góc vuông này. Mình Pythagore cả nhá. Cái này bình này, trừ cái này bình này, Pythagore đấy. Căn bậc 2 của BC bình. Trừ đi cái này bình là AB bình. Thì chính là căn bậc 2 của cái này bình là 4A bình trừ đi A bình kể còn là A căn 3. Như vậy là AC là A căn 3. Thì như vậy là diện tích đáy là
Em đã có đây đấy. Rồi, mình tính được AC rồi đúng không? Vậy thì diện tích đáy nào? Diện tích đáy thì 1 phần 2 lần của AB là bằng bao nhiêu? AB là bằng A, đúng không? AC là bằng A căn 3. Kết quả sẽ là A bình căn 3 chia 2. Thì đó là diện tích đáy. Tiếp theo. Chiều cao chỉ là đoạn SA đúng không? Buổi ngày hôm nay tất cả cạnh các em để ý này, cái chiều cao và tất cả các hình của buổi hôm nay đều là SA cả, thấy chưa? Đều là thằng cạnh bên hết. Còn buổi sau là chiều cao nó sẽ rơi vào vị trí khác. Thì mỗi buổi chiều cao nó rơi vào một vị trí. Buổi hôm nay chiều cao rơi vào cạnh bên, buổi hôm sau chiều cao rơi vào chỗ khác, nhá. Cho nó không còn cạnh bên nữa. Giờ này là dễ nhất. Tỷ lệ thi vào cao nhất luôn. SA nào? SA để mà tính ấy. Thì ta sẽ phải ghép vào SA gì? SAC, thấy chưa? Ta nhập vuông chưa? Cạnh huyền có chưa? Cạnh góc vuông có đây này. Căn bậc 2 của SC bình trừ đi AC bình đúng không? Nào đọc hồ thế nào? SC bình là gì đây? 4A bình trừ AC bình 3A bình. Thì 4A bình trừ A bình thì còn là A đúng không? Thấy chưa? Nó phải thể tích xong đấy. Thể tích em có đó. 1 phần 3 lần diện tích đáy là A bình căn 3 chia 2. Đây. Diện tích đáy đây này. Nhân chiều cao là A nữa. Thì kết quả là A mũ 3 căn 3 chia 6. Thấy chưa? Đáp án C nha. Đấy, công thức liên quan đến Pythagore thì lớp 12 yêu cầu tất cả là phải thành thạo. Thậm chí là những cái công thức Pythagore này này, thậm chí em có thể nhầm luôn thì mình gọi là lớp 12 được. Ví dụ như là 4A bình trừ đi 3A bình thì ra đây được A bình căn ra được A. Được chưa? Những cái chỗ Pythagore thì đã là lớp 12, đã ngồi ở lớp 12, lưu ý là nên phải nhầm được. Được chưa? Câu 3. Cho tự diện ABCD có AC, AB, AC, AD đối một vuông góc nhau. Ba thằng đối một vuông góc này thì bạn vẽ như sau. Đầu tiên là vẽ thằng thẳng đứng này, một thằng ngang này, một thằng chéo xuống đây này. Thì ba thằng đối một vuông góc tức là ba thằng này cùng vuông góc với nhau, được chưa? Đấy gọi là cặp ba đấy, đúng không? Thằng này vuông thằng này, thằng này vuông thằng này, thằng này vuông thằng này, thì gọi là ba thằng đối một vuông góc. Lúc này điểm A nó nằm ở giữa. Đây là AB, AC và AD. Đây được gọi là hình tứ diện có ba cạnh AB, AC, AD đối một vuông góc nhau. Cái hình này vẽ khá là phổ biến cho nên các em phải nhớ cái loại hình này nha. Ba thằng đối một thì vẽ như thế. Một thằng thẳng đứng, một thằng thẳng ngang, một thằng chéo xuống. Rồi cái này A, cái này B và cái này C đúng không? Diện tích đáy là gì? Đáy là ta nhập vuông A gì? A, B, C đúng không? Ta nhập vuông ở công thức là gì nào? 1 phần 2 tích của gì? À vuông ở A thấy không? Vuông ở A thì nhân gì vậy gì? AB nhân AC tức là bằng 1 phần 2 lần của A nhân B. Thấy chưa? Đó là diện tích đáy nhá. Chiều cao ở đây chính là cạnh gì các bạn? Dê gì? Dê A đúng không? Dê A và nó bằng A luôn. À xin lỗi, C luôn. Vậy thì thể tích của em sẽ là bằng 1 phần 3 lần. Diện tích đáy chính là 1 phần 2 lần của A nhân B nhân với C nữa. Kết quả của em là gì? ABC chứ mấy? Chứ 6 đúng không? Xong chưa? Rất là dễ. Có 4. Cho anh chọn ABCD có đáy là hình vuông. Rồi câu này thì vẽ hình giống như những câu khác.
Hình vuông với hình bình hành thì vẽ như nhau nhá. Vẽ ra vuông đáy này. Góc giữa EC và đáy là 45. Rồi. Bàn cũ thì không nói, nhưng mà bàn mới thì có biết góc giữa EC và đáy là góc nào nhỉ? Những cái bàn mới học đấy. Góc giữa EC và đáy này. Bạn nào mà mất góc thì lưu ý là phải xem lại cái bài mật lấy góc nhá. Đó là SCA, được chưa? SCA. Đấy, thì ở cái lớp 11 thầy còn dẫn các bạn ba bước để xác định góc giữa đôi bề mặt đấy. Bước 1 này, EC về đáy, thứ nhất là em phải xác định điểm chung. Được chưa? Bạn nào mà chưa biết thì các em có thể nhìn, bạn nào biết rồi thì thôi này. EC về đáy. Thứ nhất là em phải xác định điểm chung. Được chưa? Đáy là ABCD mà. Thì điểm chung là C. Từ điểm còn lại này, gạch điểm C đi, từ điểm còn lại hàm một đường vuông góc xuống đáy. Được chưa? Từ điểm còn lại hàm một đường vuông góc xuống đáy, đó là bước 2. Từ S hàm vuông góc xuống là S gì? SA. Được chưa? Và bước 3 là chúng ta sẽ chen cái điểm chung vào giữa SCA. Đấy, SCA. Đấy. Thế là quy trình 3 bước để bạn xác định góc giữa đường và mặt nhá. Thứ nhất là diện tích đáy thì có lẽ là bạn tự tính được đúng không? Nào, tính được cái gì Việt vào? Diện tích đáy là gì? A bình. Thế chiều cao thì chính là SA đúng không? SA thì có tính được không? Nào, thì bạn nhìn này, SA này, thì bạn nhìn vào cái tam giác là SA gì các bạn? SAC đấy. SAC thứ nhất, SAC là tam giác gì đã? À vuông nó, vuông là gì? A, à, ok, vuông là A. À, thậm chí là vuông gì luôn à? 45 độ là vuông gì? Vuông cân. Vuông cân thì cái cạnh AC này này, nó bằng với cạnh gì? SA đúng không? AC thì bằng SA. AC thì bằng SA. Mà em có tính được AC không? Thì chúng ta hồi nãy vừa bảo với nhau, vừa trong lý thuyết trong vở ấy. Thì một cái hình vuông ấy, đúng không? Một cái hình vuông thì đường chéo là gì các bạn nhỉ? Ờ. Hồi nãy vừa ghi xong ấy, nhớ nhá. Hình vuông cạnh A thì đường chéo về học thuộc luôn là A căn 2 đây này. ABCD là hình vuông này, thấy không? Cạnh là A này. Thấy chưa? Cạnh là A này. Thì đường chéo là A căn 2. Vậy thì SA cũng là A căn 2. Thấy chưa? Đường chéo hình vuông. Nhá. Vậy thì thể tích của ta sẽ là 1/3 lần diện tích đáy là A bình nhân với A căn 2, kể quả là A mũ 3 căn 2/3. Xong nhé. Cho anh chọn SABC có SA là vuông về đáy, tam giác ABC vuông cân ở A. Lại là một câu liên quan đến chọc tam giác. Đây là A, B, C. Một cái tam giác như này thì người ta bảo là vuông ở vuông cân ở A. Ok, vuông cân ở A. Vuông cân tức là AB bằng AC đấy. BC là A căn 2. Góc giữa BC và đáy là 45. Tính thể tích của chọc. Ở đây có một cái chi tiết mà không biết là anh em mình có nhớ không? Năm ngoái học đấy,
ABC về đáy ABC là 45. Thì nó sẽ là góc nào, đúng không? Nó sẽ là góc nào? Thì ở đây này, nếu mà bạn không nhớ năm ngoái học cách xác định góc cho hai mặt phẳng thì nhìn ở đây này, thầy hướng dẫn nha. Ở cái quy trình năm ngoái mà thầy dạy cho cả bạn ở đấy ấy, là gồm 4 bước để xác định góc. Bước số 1 là xác định gì? Có nhớ không? Giao tuyến. Được chưa? Bước 1 để xác định góc giữa hai mặt phẳng thì bước 1 là xác định giao tuyến. Ở đây hai mặt phẳng này giao tuyến là cái gì? BC đúng không? Hai thằng đều có chữ B và chữ C. Rồi. Bước 2. Bước 2, từ đỉnh. Từ đỉnh đỉnh S. Em hà một đường vuông góc với đáy. Từ đỉnh S ta hà một đường vuông góc. Ở đây đỉnh là S, hà một vuông góc với đáy là S gì các bạn? À 2SA vuông đấy. Đấy là những cái quy trình mà bắt buộc các bạn phải học thuộc nếu mà các bạn muốn làm bài tập hình. Đó chưa? Nếu các bạn không thuộc ấy thì rất nhiều câu bạn sẽ phải bỏ. Bước 3. Bước 3, sau khi hà xuống rồi thì từ cái điểm này này, tiếp tục từ A, sau khi hà SA xong nha, từ A kẻ như nào? Vuông góc với giao tuyến, được chưa? Giao tuyến là BC. Từ A nó kẻ vuông góc với BC. Được chưa? Thì đó là quy trình thứ 3. Và bước thứ 4 là nối lên đỉnh, đúng không? Nối lên đỉnh. Bạn nào mà muốn tham khảo bài giảng đầy đủ với cái loại này thì các bạn nên xem cái video lấy góc đó nhé. Và từ H, đây là H đúng không? Nối lên đỉnh này. Đây là quy trình mà bắt buộc bất kỳ ai muốn làm hình thì đều phải thuộc. Bước 1 xác định giao tuyến, bước 2 từ đỉnh hà vuông góc, bước 3 nối vuông góc và giao tuyến, bước 4 nối lên đỉnh. Đây rất là dễ nha này, giao tuyến này, từ đỉnh hà vuông góc này, nối vuông góc và giao tuyến và gì? Nối lên đỉnh. Nhắm mắt cũng làm được. Này, xác định giao tuyến, hà vuông góc, nối vuông góc và giao tuyến, nối lên đỉnh. Thì góc các bạn ghi nhớ nha. Góc nằm ở đâu các bạn? Giao tuyến đấy. Cụ thể là góc nằm ở đâu? Ở hạt đây này. Được chưa? Hạt là cái điểm nằm trên giao tuyến. Đó chưa? Nhóm mình có hiểu cái cách xác định góc này không? Ok chứ? Bây giờ công đoạn thứ hai là tính được chưa nào? Ta bắt đầu tính nhá. Đây, thứ nhất này, diện tích đáy là bằng nào? Thế nào vuông ở đâu? Vuông ở A. Vuông ở A thì cái công thức diện tích là gì? 1 phần 2 là gì anh em? AB nhân gì? AB nhân AC. Được chưa? AB nhân AC. Mà AB và AC tính như nào này, nhìn này. Đây này là ta nhỉ, vuông gì nào? Cụ thể là vuông gì đây? Vuông cân. Có cái cạnh này được gọi là cạnh gì? Cạnh huyền. Cạnh huyền có độ dài là A căn 2, rất là quen thuộc luôn này. Hồi nãy trong vở các bạn có ghi là à, đường gì ấy? Cạnh huyền của ta nhỉ, vuông cân thì là bằng gì? Hồi nãy vừa ghi xong A căn 2. Thì bây giờ cái bài này cho ngược lại này. Ta nhập vuông cân, có cạnh huyền là A căn 2. Vậy thì hai cạnh góc vuông mấy? À đúng không? Đấy. Ở đây. Đây cạnh huyền ta nhập vuông cân là A căn 2. Thì có phải là hai cạnh A. Thì ngược lại cạnh huyền là A căn 2 đi. Đấy. Đấy chưa? Rồi, thì như vậy là đoạn này là gì? A nhân A đúng không? 1 phần 2 A nhân A là thành A bình chia 2 chưa? Như vậy em tính được diện tích đáy chưa nào?
Hiểu chưa? Thế bây giờ hỏi tiếp, chiều cao tính như nào? Chiều cao đấy là S gì? S A. Thế bây giờ S A thì mình ghép vào S A gì? À S A H. S A H là vuông ở đâu? A. À, vuông ở A có góc 45 độ là vuông gì? Vuông cân. S A H thì nhắc lại là vuông cân. Vuông cân thì A H bằng gì? A S, đúng không? Tam giác S A H là vuông cân. Cho nên là A H SA bằng AH. Nhưng mà AH thì đây bằng gì? À, thì bạn quan sát là AH là đường vừa là đường cao của tọa nhà cân này, đúng không? Đường cao của tọa nhà cân thì đồng thời cũng là đường gì? Ta gọi là đường gì? Đường sao lại đường trung bình? Đường trung tuyến. Đấy chưa? Đường trung tuyến và ứng với cạnh gì đây, ta gọi là cạnh gì? Cạnh huyền. Đường trung tuyến ứng với cạnh huyền thì bằng bằng gì? Bằng nửa cạnh huyền, đúng không? Nửa cạnh huyền BC tức là bằng A căn 2 chia 2 đấy. Thì ta ghi là đường trung tuyến bằng nửa cạnh huyền chưa? Nha. Đường trung tuyến là bằng một nửa cạnh huyền nha. Vậy thì kém đã có được thể tích chưa? Chúng ta đã có chiều cao, chúng ta đã có diện tích đáy, thì đến đây thì tính thể tích là xong rồi. 1 phần 3 S đáy, S đáy đấy là A bình căn trên 2 nhân với A căn 2 trên 2 kể còn là A mũ 3 căn 2 chia cho 12. Bắt buộc là 4 cái bước mà xác định góc giữa hai mặt phẳng ấy là phải thuộc đấy nha. Chờ các buổi sau là thầy sẽ kiểm tra miệng từng đứa một cách xác định góc giữa hai mặt phẳng đấy. Năm ngoái kiểm tra lần, năm nay kiểm tra lần nữa. Sao con 6 đây? Rồi, cho anh chọc nè. A, B, C. SA vuông ở đây. À. Vuông cân ở B. AB bằng A, AC, BC là A căn 3. Góc giữa SB với là SAC là bằng 30 độ. Góc giữa SB với SAC. Rồi hợp cái chỗ này. Góc SB và SAC như này. Cái góc này nó cũng hơi khó xác định đấy. SB và SAC không phải là một số bạn sẽ nghĩ là A, SB đâu. Đa phần ở đây sẽ nghĩ A, SB đấy. Sai đấy. Nha. Các bạn phải thực hiện đúng các bước làm. Như này. Bước 1 xác định điểm trúng này. Nghe này. Điểm trúng ở đây là gì? S chưa? Từ B hạ vuông góc của SAC. Từ B mà hà vuông SAC, B mà hà vuông góc vào SAC thì nó là cái đường nào? BA có phải không? Không đúng không? BA không vuông vào AC đâu. Ở đây này, BC cũng không phải đâu nha. Bởi vì BC không vuông vào AC. Ở đây ta phải tự kể không? Vuông vào này. Ta gọi là B hả? Ở đây để kẻ B vuông góc về AC ấy, thì ta kẻ B hạt vuông về AC. Kẻ B hạt vuông góc về AC thì B hạt sẽ vuông về AC. Tại sao lại như vậy thì ta chứng minh một chút này. Đó là thứ nhất B hạt vuông AC là 1 này. Và thứ hai là B hạt vuông về AC các bạn. SA là 2. Lý do là gì? Vì SA năm ngoái giải thích là vì SA vuông về gì? Vuông về đáy đúng không? Đấy. Thầy nói lại nha. B hạt vuông AC. Thấy chưa? 1 nhá. B hạt vuông SA là 2. Vì SA vuông về đáy. Cho nên là B hạt vuông về mấy đường thôi? 2 đường thôi. B hạt vuông về 2 đường. Năm ngoái ta học B hạt vuông về 2 đường thì nó sẽ vuông về cả cái mặt SG SAC. Có hiểu không? Rồi. Như vậy từ B hạt vuông góc SAC là B hạt. Ok rồi này chưa ta? Ok nhá. Vuông này. Vậy thì bước thứ 3
chen điểm trúng vào giữa, tức là bế gì? Bế ép hạt chưa? Bước 3 chen điểm trúng vào giữa bế ép hạt. Như vậy cái góc của em là bế ép hạt nhá. Bế ép hạt đó chưa? Bế ép hạt này. Cho em có cái góc này. Nào thứ nhất diện tích này thì khuyến mãi thì các bạn tự tính đấy nhá. 1 phần 2 tích 2 cạnh góc vuông viết vào. Những cái gì tính được thì thầy phải để cho các bạn tính. Nào tính đi. A bình căn 3 chia gì? Chia 2 nhá. Thế bây giờ sáng các bạn tính chiều cao này. Chiều cao là SA được chưa? Chiều cao là SA. Và làm thế nào để ta tính được SA? À, cái góc BH là 30 độ góc này nhá. Góc này 30 độ nhá. Kỳ hô 30 như vậy. Bây giờ cái quy trình để tính SA như này này. Để tính được SA thì đầu tiên á là bạn tính cho thầy cái cạnh SB đã. Được chưa? Nhưng làm thế nào để tính SB thì bây giờ ta mới nhìn này. Cái tam giác SHB là tam giác gì nào? Trả lời, tam giác SHB là tam giác gì? Vuông ở đâu? À đúng rồi, vuông ở H. Tam giác SHB vuông ở H. Lý do là bởi vì ta vừa kẻ BH vuông với SAC, thấy không? Em vừa kẻ BH vuông với SAC. Đây này, BH vuông SAC đây này. Thì BH vuông SAC thì tất nhiên là BH vuông ở H rồi. Có hiểu không? Thứ nhất là nó vuông ở H rồi nè. Đầu tiên là em phải biết nó vuông ở H đã. Thứ hai, em có góc 30 độ. Đúng không? Em có góc 30 độ. Em phải tính thêm cái cạnh BH nữa. Được chưa? Em tính thêm cái cạnh BH nữa xong một lần em dùng cái gì để tính cái này? Không phải Pitago. Góc 30 độ tỷ số lượng giác, đúng không? Tỷ số lượng giác. Nếu phải tính BH đã nhỉ? Nào, quy trình ở đây này. Là phải tính cái đòn BH đã. Tính BH cái đấy nhá. BH là đường cao trong tam giác vuông ABC. Thấy chưa? Có hai cái góc vuông thì em nhớ đến cái công thức gì của lớp 9 nhỉ? À, một phần đúng không? Hệ gọi ta gọi là hệ gì? Hệ thực lượng. Vậy thì 1 trên BH bình bằng 1 trên BA bình cộng 1 trên BC bình, đúng không? Năm ngoái ta làm khá nhiều. Mà năm ngoái thầy cũng dạy luôn cái công thức nhánh nữa đấy. Đấy này, có hai lựa chọn nhá. Một là bạn dùng 1 trên BH bình bằng 1 trên BA bình cộng 1 trên BC bình. Nhưng mà ông nào năm ngoái đã đi học với thầy rồi ấy thì có thể biết luôn cái công thức là BH bằng BA nào nhân BC chia gì? Căn BA bình cộng BC bình, dùng công thức này cho nhanh, bấm máy tính ra xong. Tức là bạn nào mới thì không biết cái này thì có thể dùng cái công thức trên. Chưa? Nhưng bạn nào học năm ngoái thì được học cái này rồi nhá. Thì chúng ta thay số 3 là xong. A này nhân A căn 3 này chia căn bậc 2 của A bình này cộng với 3 A bình. Có hiểu bài chỗ này không? Thì lúc này lấy máy tính nó bấm thôi. Thế có biết bấm máy tính không? Cho ai không mấy? Một, lấy máy tính nó bấm nó xong. Học nhầm cũng được. Chỗ này là căn 3 chia 2. Như vậy cái cạnh này là A căn 3 trên 2 các bạn này. Cái công đoạn thứ nhất là tính BH rồi này. Là coi như ổn áp rồi đúng không? Công đoạn thứ hai, sau khi đã tính được BH thì công đoạn thứ hai của em là tính cái gì? Ad gì? Ad B. Công đoạn thứ hai là ta tính Ad B. Tính Ad B rất đơn giản này. Cạnh này là cạnh gì của 30 độ? Đối. Còn cạnh này là cạnh huyền. Đối chia huyền là gì các bạn? Hả? Đối chia huyền mà. Đối chia huyền xin đi học của không hư tan đoan kể cô tăng. Cái đoan này. Tức là lấy BH chia cho SB. Xin 30 độ thì chính là mấy?
1 phần 2 BH thì chính là A căn 3 trên 2 chia cho SB. Vậy thì SB thì chúng ta sẽ làm phép nhân chéo này. Ta lấy cái này nhân 2 vào thì được A căn 3 chưa? Xong SB chưa? SB xong nha. Như vậy SB là A căn 3. Cuối cùng thì em tính SA bằng công thức gì các bạn? SA tính được không? Potagi thế đúng không? Công thức Potagi. Cái bậc 2 của SB bình trừ AB bình bằng căn bậc 2 của 3A bình trừ A bình là căn 2. Xong bài chưa? Có diện tích đáy, có chiều cao. Thì như vậy là tính được gì? Thể tích chưa? Diện tích đáy ở đấy ấy, là A bình căn 3 chia 2 nhân với A căn 2 nữa. Kết quả là A mũ 3 căn 6 chia 6. Chọc đều. Chọc đều. Và chọc có cạnh bế bằng nhau. Chọc đều và chọc cạnh bế bằng nhau. Chọc đều và chọc có cạnh bế bằng nhau. Là từ mà ghi có hai khái niệm nha, chọc đều và chọc có cạnh bên bằng nhau. Bây giờ thầy giải thích một chút về chọc đều này. Một thanh niên đã ở ngoài. Trật tự nha. Ta ghi này, chọc đều là gì? Chọc đều là hình chọc, là hình chọc thỏa mãn một trong cả hai điều kiện sau. Được gọi là chọc đều này. Nó thỏa mãn cả hai. Một là cạnh bên bằng nhau. Cạnh bên bằng nhau. Được chưa? Ý số 1 là cạnh bên bằng nhau. Ý số 2 là đáy là đá giáp đều. Đáy là cặp đá giáp đều. Đá giáp đều là gì? Rồi, đá giặt đều. Anh em biết đá giặt đều thì sau này bạn mới học. Nhưng mà bạn có thể hiểu này, đá giặt đều tức là ví dụ như là hình, có thể hiểu là hình vuông. Hình vuông. Cũng có thể là hình tam giặt đều. Cái gì đều thì nó sẽ là gọi là đá giặt đều. Sau này bạn còn học thêm cả các cái hình, ví dụ như hình lục giặt đều cũng được gọi là đá giặt đều. Bạc giặt đều. Thấy chưa? Đó là những hình đa giác đều. Hình vuông tam giác. Rồi là ngũ giác đều, lục giác đều. Đó là những đa giác đều. Tuy nhiên trong phòng thi, trong phạm vi thi thì em chỉ học hai loại hình thôi. Một là hình vuông, hai là hình tam giác đều. Thấy chưa? Thì bây giờ mình sẽ vẽ minh họa một cái hình như thế nào là hình chọc đều. Nếu đấy là hình tứ giác thì ta phải vẽ là hình vuông. Đều ở dưới là tứ giác thì bắt buộc phải vẽ là hình vuông. Người ta sẽ không nói đấy là hình vuông, nhưng em phải tự hiểu là hình vuông. Được chưa? Thứ hai nữa, ta có cái đỉnh ở đây chỉ chi được. Rồi, ta có một cái đỉnh ở đây. Nào,
Ở đây có cái khái niệm là cạnh bên bằng nhau. Thì kể xem các bạn có biết cạnh bên là cái gì không? Cạnh bên ở đây có mấy cạnh? 4 cạnh đúng không? Bao gồm những cạnh gì này? SD, SA đúng không? SB, SC và SD. 4 cạnh này ta gọi là 4 cạnh bên. Và khi người ta bảo đây là chọc đều thì em phải nhớ 4 cạnh này nó như nào với nhau ạ? Bằng nhau. Lúc này ta gọi đây là chọc đều. Được chưa? Nhớ đáy lúc này là hình vuông. Người ta không nói nhưng mà tự hiểu đáy hình vuông. Được chưa? Đấy. Thì bạn có thể vẽ một cái hình minh họa vào. Một cái hình đáy nhỏ này. Tứ diện đều. Một cái hình chọc đều rất hay gặp trong các phòng thi. Đó là tứ diện đều. Khái niệm tứ diện thì bạn đã học ở lớp 11. Lớp 11 đã học tứ diện rồi. Nào có nhớ tứ diện thì nó là hình chọc như thế nào? Đấy là hình gì nào? Ờ, tam giác đúng không? Tứ diện. Một số bạn học không cẩn thận ấy, dễ nhầm tứ diện là tứ giác đấy nhá. Tứ diện là chọc tam giác. Được chưa? Thì đầu tiên ta ghi này, tứ diện đều là tứ diện có tất cả các cạnh bằng nhau. Tất cả các cạnh bằng nhau. Tứ diện đều là một tứ diện có tất cả các cạnh bằng nhau. Lúc này ta phải em minh họa một cái hình tứ diện như sau. Đầu tiên ta phải em một cái đáy là tam giác. Đáy là BCD. Rồi đỉnh là A. Thì một tứ diện đều thì sẽ phải thỏa mãn điều kiện đó là tất cả cạnh này đều bằng nhau cả. Trên dưới gì bằng nhau hết. Tất cả cạnh bằng nhau. 6 cạnh thì 6 cạnh bằng nhau. Ở đây này, ta ghi chú ý. Một số bạn hay nhầm lẫn cái hình tứ diện đều với một cái hình chóp như này. Thì em nhớ phân biệt này. Phân biệt với hình chóp tam giác đều. Phân biệt với hình chóp tam giác đều. Một số bạn học không cẩn thận sẽ nhầm lẫn với chóp tam giác đều là tứ diện đều. Khác biệt của chúng là gì? Thứ nhất, tam giác ở dưới đáy giống nhau, đều là có chữ đều cả. Được chưa? À. Các cạnh bên của nó bằng nhau. Đã là chọc đều thì các cạnh bên của nó sẽ bằng nhau. Được chưa? Đã là chọc đều thì các cạnh bên bằng nhau. Các cạnh ở dưới đáy cũng bằng nhau. Vậy sự khác nhau giữa hai cái hình này là gì? Đó là ống này có cạnh bên như nào và cạnh đáy bằng. Nhưng ở bên này cạnh bên chưa chắc đã bằng cạnh đáy. Hiểu chưa? Đó là sự khác nhau giữa hai hình. Đấy, cái này gọi là hình chọc tam giác đều. Còn cái này được gọi là tứ diện đều. Nhớ nhá. Đấy. Phân biệt nhá. Sau này mà ví dụ người ta bảo là rất nhiều bạn là vẽ chọc tam giác đều chính là tứ diện đều là một luôn. Là dẫn đến là làm bài sai. Rồi. Ta ghi này. Tất cả các hình chọc đều và chọc có cạnh bên bằng nhau. Tất cả các hình chọc đều và chọc có cạnh bên bằng nhau. Ghi đi. Tất cả các hình chọc đều và chọc có cạnh bên bằng nhau. Ghi nhanh. Tất cả chọc đều và chọc cạnh bên bằng nhau thì đều có chiều cao. Thì đều có chiều cao
rơi vào tấm đáy, tấm đường tròn ngoài tiếp đáy thì đều có chiều cao rơi vào tấm của đường tròn ngoài tiếp đáy. Thì đều có chiều cao rơi vào tấm của đường tròn ngoài tiếp đáy. Cái này chúng ta nghe bao giờ chưa? Nghe rồi, năm ngoái nói rồi. Được chưa? Năm ngoái bảo các bạn là bảy cái hình chóp mà đều đều ấy, đúng không? Thì có cái chiều cao nó rớt vào cái tấm đáy ấy. Năm ngoái con bay cả vẽ hình thế nào luôn ấy. Nhưng mà năm nay bay lại lần nữa, được chưa? Năm nay là có là bay chính thống nha. Rồi, chiều cao rơi vào tấm đáy, tức là ví dụ như này nha. Ví dụ là bạn có một cái đường tròn ở dưới này. Cái này người ta gọi là đường tròn gì? Đường tròn ngoài tiếp của tam giác BCD, hay còn gọi là đường tròn ngoài tiếp của đáy, được chưa? Cái này được gọi là đường tròn ngoài tiếp của đáy. Và khi đã có đường tròn ngoài tiếp, có đường tròn thì phải có gì? Có tấm, được chưa? Giả sử tấm của đường tròn nằm ở đây. Giả sử tấm của đường tròn nằm ở đây thì chiều cao của hình chóp, lúc này cái đoạn AO này này, đấy, cái đoạn AO này này, thì người ta gọi là chiều cao của hình chóp. Có nhớ nó ngoài dài cái nào? Đây, lúc này này, chiều cao nó rơi vào tấm của đấy, được chưa? Tức là hay nói cái khác, AO sẽ vuông về gì? Vuông ở đây, được chưa? Đấy, nhá, nhớ nhá. Khi đây là hình chóp đều thì chiều cao rơi vào đâu ạ? Rơi vào tấm đấy, nhớ cái câu này. Rồi, vậy thì cái nhiệm vụ của buổi ngày hôm nay này, đó là chúng ta sẽ phải đi tập xác định những cái vị trí của tấm. Em có phải biết tấm của đáy nằm ở đâu thì ta mới vẽ được chiều cao, đúng không? Nếu em không biết tấm đáy nằm ở đâu ấy thì ta không vẽ được chiều cao. Cho nên là bây giờ ta sẽ được hướng dẫn cái cách xác định tấm đáy. Nào, đầu tiên là tấm của tam giác thường. Tấm của tam giác thường ta sẽ chia thành bốn loại tam giác thường. Tam giác thường. Rồi nghe đây này. Đối với tam giác thường thì thực ra ta học từ lớp 9 rồi. Tấm của đường tròn ngoài tiếp nó nằm ở chỗ này. Có ai nhớ lớp 9 học về tấm đường tròn ngoài tiếp? Dạ, ba đứa phân giải à? Không được, chưa được. Tròn tâm, không đúng. Giá cái gì? Ba đơn trung trực. Được chưa? Ba đơn trung trực nha. Đây, đây là AB, được chưa? Bên lại trung điểm này, kẻ một đường trung trực qua đây. Bên này cũng thế, kẻ một đường trung trực qua đây. Đấy, thì cắt nhau tại điểm O. Thì cái điểm O lúc này là giáo của thì đó tấm đáy đấy, thì đó tấm của tam giác nha. O lúc này được gọi là tấm của tam giác. Tuy nhiên là chúng ta có cần phải vẽ ba đường không? Ta chỉ cần vẽ bảy đường là đủ nhỉ? Hai là đủ, đúng không? Chỉ hai là đủ, được chưa? Nghe câu chỉ hai là đủ chưa? Rồi, tấm sẽ là bằng giáo điểm của ba đường trung trực. Thực ra chỉ cần hai. Thì đó là tam giác thường ạ. Tuy nhiên cũng nói với tiểu các bạn ấy, trường hợp này thì cũng ít khi gặp, đa phần sẽ phải rơi vào trường hợp đặc biệt. Nào, ta ghi trường hợp đặc biệt này. Tam giác đều. Tam giác đều thì chắc nhiều bạn biết. Nào, tấm của tam giác đều nó nằm ở chỗ này. Bạn đứng trung tuyến. Xin nói là bán đường trung tuyến thì tất nhiên là cũng không sai, nhưng mà chính xác hơn là dùng cái từ gọi là gì? Tâm sẽ rơi vào đâu? Nó sẽ trùng với trọng tâm,
Được chưa? Còn ta đánh giá của bán đứng trung tuyến đấy thì cũng đúng. Nhưng mà ở đây thì bạn vẽ như thế này này, chúng ta không cần đến ba đường trung tuyến đâu. Trong tấm thì nó là giá điểm là gì? Ba đường trung tuyến. Nhưng mà có cần vẽ ba đường không? Không, bạn vẽ mấy đường? Hai đường à? Hai đường không cần luôn. Mấy đường? Một đường thôi. Thấy chưa? Ta vẽ một đường duy nhất, đó là chính là đường cao của ta nhân đều luôn. Vẽ một đường, cái đường này chỉ là chiều cao của hình tam giác đều luôn. Được chưa? Lúc này em được là sau đó bạn làm gì ở đây nhỉ? Chia 2/3 đúng không? Đây, chia 2/3 đó. Tấm nó nằm ở đây. Vẽ một đường cao, sau đó chia thành 2/3. Rồi, tiếp theo một cái tam giác đặc biệt khác, nó là tam giác vuông. Tam giác vuông, tam giác vuông thì chắc là biết đúng không? Nằm ở đâu nhỉ? Ở chính xác trung điểm cạnh huyền. Trung điểm cạnh huyền. Lúc này đây là cạnh huyền là BC đúng không? Thì lúc này em có trung điểm này. Thì cái ô lúc này là tấm của cái tam giác vuông. Rồi. Như vậy là đi thí thì nó sẽ gặp hai chỗ này là chính. Một cái tính ra đó là hình vuông và hình chữ nhật. Hình vuông và hình chữ nhật. Hình vuông và hình chữ nhật thì nó chung một kiểu mà. Là gì các bạn? Tấm của hình vuông và hình chữ nhật là gì? Cái này con nít nó cũng biết. Ừ, giá điểm của hai đường chéo đúng không? Thấy chưa? Giá điểm hai đường chéo. Hình vuông và hình chữ nhật đều có tấm là giá của hai đường chéo. Ok. Hết hình chưa nhỉ? Cũng tạm tạm hết rồi đấy. Bây giờ còn một cái hình nữa. À, còn một vấn đề nữa, chứ không phải hình nữa. Một hình nữa mà ta cần phải ghi nhớ như sau. Nào, nhắc đến đường tròn này thì bạn sẽ nhắc đến tâm. Được chưa? Nhắc đến đường tròn thì bạn sẽ nhắc đến tâm. Còn một yếu tố nữa đó là gì? Đó là bán kính. Được chưa? Một cái yếu tố nữa mà ta hay gặp ở trong đường tròn đó là bán kính. Bán kính nha. Bán kính là cái gì? Bán kính ngoài tiếp ấy. Ví dụ đấy là đường tròn này, đúng không? Thì cái bán kính của nó là cái gì? Đó là ô gì? Đó là khoảng cách từ tấm ra đến các gì? Các đỉnh ở đây này. Tức là lúc này là OA này. Hoặc là gì? OB cũng có thể là OC. Đoạn A cũng được. OA, OB, OC được gọi là bán kính của đường tròn ngoài tiếp ra. Được chưa? OA, OB, OC được gọi là bán kính. Và chúng ta cần phải quan tâm đến bán kính này. Bán kính của đường tròn ngoài chiếc ta nhỉ? Có hai cái công thức để tính bán kính ngoài chiếc mà em cần phải học thuộc này. Cái này quan trọng nhé. Nếu ở buổi 1 bạn đã đi học ở đây rồi ấy, đúng không? Thì đều biết là có một cái công thức liên quan đến diện tích mà cũng liên quan đến bán kính luôn. Đó là công thức số 4 ấy, ở trong cái tờ số trang đầu tiên ấy. Đó là ABC chia gì nào? 4R đúng rồi. Thấy chưa? Ở buổi 1 thì được ghi công thức này vào vở rồi. S thì bằng ABC chia 4R. Vậy R sẽ bằng là ABC chia gì? 4 gì? Hả? ABC chia gì? 4S đúng không? ABC chia 4S.
Được chưa? Đó là ABC được gọi là ba cạnh của tam giác. Và S thì được gọi là diện tích của tam giác. Rõ chưa? Một câu tiếp số 2 này các bạn em cũng nên lưu ý này. Câu tiếp số 2 mà nên lưu ý này. Công thức này được chứng minh từ định lý hàm sin của năm lớp 10. Đó là A trên sin A bằng 2 lần R. Công thức định lý hàm sin của lớp 10. Cái này chắc nhiều bạn quên rồi. Đấy chưa? A trên sin A bằng B trên sin B bằng C trên sin C bằng 2R đấy. Rồi cái này không nhớ thì không chả vấn đề gì cả. Lúc này ta sẽ chuyển số 2 này xuống này. Thành A trên 2 sin A. Cứ ghi vào đi. Là nó áp dụng thế nào thì ta hướng dẫn sau. Bây giờ hiện tại thì ghi như thế nhưng mà bạn chưa hiểu nó cái này dùng để làm gì cả. Đấy chưa? Cái này ghi ra để làm gì? Lát nữa xem biết nha. Rồi, thì bây giờ vào làm bài tập. Rồi mở sách ra các bạn. Cũng phải lưu ý luôn cái vấn đề vẽ hình của cái mấy cái loại bài này này. Chứ đừng có vẽ lung tung không có ấy nha. Yêu cầu nó vẽ mấy cái hình này nó phải đúng đấy. Câu hỏi số 1. Cho tứ diện đều ABCD cạnh A. Tính thể tích của khối tứ diện. Đây rất đơn giản đúng không? Nào, bây giờ hướng dẫn đầu tiên là hướng dẫn cho bạn cách vẽ hình này, đừng có vẽ lung tung ấy nhá. Vẽ lung tung là xuống ăn đập đấy. Như này. Thứ nhất, đáy của nó là hình gì đây? Tam giác này. Được chưa? Đầu tiên là vẽ đáy này. Nguyên tắc vẽ hình luôn luôn phải vẽ đáy này. Chứ cấm có chuyện vẽ đỉnh này. Thứ hai là phải vẽ chiều cao của hình tròn. Nhưng mà để vẽ được chiều cao thì ta cần phải biết tấm đáy. Bởi vì bạn biết là hình tròn đều ấy thì chiều cao nó sẽ rơi vào đâu? Rơi vào tấm đáy, đúng không? Cho nên cái bước tiếp theo đấy để mà vẽ được chiều cao này. Chú ý chỗ này không tí nữa vẽ mà xí xí lo lao ở dưới là xuống là ăn đập đấy nha. Thứ hai là phải vẽ chiều tấm này. Nào, đấy là tam giác đều đúng không? Đúng không? Thì chiều cao xin lỗi, tấm của tam giác đều nó nằm ở chỗ nào? Trong tấm đây này. Thế nên là ở đây mình sẽ vẽ một cái đường cao vào đây. Được chưa? Sau đó là chia 2/3 ra. Thì đây chỉ là cái tấm đáy này các bạn. Xong, từ chính cái tấm đáy này này, bạn vẽ thẳng đứng đi lên. Từ chính cái chiều cao này ta vẽ thẳng đứng đi lên. Rồi vẽ thẳng đứng nha. Sau đó mới tỏa xuống ở đây. Vẽ hình như thế mới gọi là chuẩn. Bắt đầu làm bài này. Tất cả cái mừng ai hết. Bắt đầu tính nha. Để tính được thể tích thì em cần gì? Hai thứ đúng không? Một là đáy và hai là chiều cao. Ta tính từng cái một này. Đáy. Ở đây đáy là hình gì? Ta nhận đều. Có công thức giải nhanh cho ta nhận đều chưa? Là gì nào? Đọc nào. A bình căn 3/4 đúng không? Rồi thứ hai là cạnh chiều cao là SO đúng không? Chiều cao ở đây là ABCD đúng không? AO. Chiều cao là AO. Rồi chiều cao là AO. Bây giờ làm thế nào này ạ? Tính AO này thì nói chung là cũng nguyên tắc làm thì cũng như là những cái buổi trước đó không? Mình sẽ phải ghép nó vào một cái tam giác vuông nào đó. Nào AO gì? AO
B. Vuông là gì? Ô, đúng không? Vuông ở ô. Ở đây thì mình đã có được cạnh AB rồi. Được chưa? Mình có AB rồi thì mình cần tính thêm cạnh gì hả? BO, đúng không? Ta có BO. Tính như nào này? BO lại bằng 2 phần, đây 2 phần 3 của gì các bạn? Đúng rồi, 2 phần 3 là BH. Và BH chúng ta gọi đây là đường cao của gì? Đường cao tao nhận đều đúng không? Đường cao tao nhận đây có công thức giải nhánh chưa? Ở buổi 1 học thôi. Ờ đúng rồi, A căn 3 chia 2 phải học thuộc nhá. Mấy cái này là phải học thuộc ấy. Quên rồi thì trở lại vở trang 1 có hết. Coi như mình có cái này là A căn 3 trên 3 này này. Như vậy thì mình tính được cái cạnh AO đúng không? Căn bậc 2 của này AB bình, được chưa? Trừ đi BO bình. Rồi bậc A bình này trừ A căn 3 chia 3 tất cả bình này được bao nhiêu nhỉ? A căn 6 trên 3 đúng không? Và coi như là có chiều cao đấy, có được AO này, có được diện tích đáy này, coi như xong bài nhá. A bình căn 3 chia 4 nhân A căn 6 phân 3, kết quả là A mũ 3 căn 2 chia cho 12, đáp án là A luôn. Nếu mà sau này bạn thi trắc nghiệm ấy mà bạn mà nhớ được luôn cái thể tích của tứ diện đều thì càng tốt. Nếu mà dân học thực sự tốt ấy thì phải nhớ luôn thể tích của tứ diện đều. Cái gì liên quan đến đều là nên nhớ luôn. Thể tích của tứ diện đều thì cứ nhớ là cạnh mũ 3 căn 2 chia cho 12. Ví dụ sau này bạn gặp một cái câu hỏi thể tích của tứ diện đều, khoanh luôn căn 2 chia 12. Cái gì đều là bạn nên học thuộc. Còn tất nhiên nếu mà chưa học thuộc được thì cứ tính bình thường. Nhưng mà nên học thuộc. Sang câu 2. Hình chóp của câu 2 là hình chóp tứ giác đều. Thì các em lưu ý này, chóp tứ giác đều ấy là đáy của nó phải vẽ hình vuông ấy nhá. Tất nhiên là hình không chán thì mình vẽ hình bình hành cả thôi. Đây tấm đẩy vào đi. Rồi sau khi vẽ tấm đáy thì các bạn vẽ thẳng đứng như thế này thì nó là chiều cao. Rồi cái này A, cái này A. Cạnh bên gấp đôi à? Em mới gấp đôi lên nó bằng mấy á? 2 á, đúng không? Cái gì tính được thì các bạn cứ tính vào vở đi. Thứ nhất là diện tích đáy tính được đúng không? Diện tích đáy ở đây là A bình. Được chưa? Chiều cao ở đây là SO.
Các bạn chỉ cần chỉ việc nghĩ tính SO thế nào thôi. Bạn nào học hình lâu lắm rồi thì cái cấu như cấu này thì có lẽ là mấy giây xong. Nào, để mà tính được SO nè. Có phải mình sẽ ghép vào SO gì? SO nào cũng được. Bạn có thể ghép vào SOA, SOBD, SOC, SOB, tất cả nào như nhau nhá. Bạn có thể sẽ tham gia là SO. SO gì nhá. S này, O này, D. Được chưa? Vuông ở O đúng không? Đâu vuông ở O này? Vuông ở O này. Thứ nhất này, bạn sẽ nhận ra một điều đó là cái đoạn OG này này. Cái đoạn OG này này là bạn sẽ tính được. Bởi vì OG bằng một nửa của gì? BG, thấy không? OG là một nửa BG. Mà BG ta gọi là cái gì? Đường chéo hình vuông là bằng đúng rồi, cạnh nhân căn 2, cái này học thuộc luôn. Cạnh nhân căn 2. Thì OG sẽ là A căn 2 trên 2. Như vậy OG là bằng nửa của BG. Là A căn 2 trên 2. Vậy thì SO thì em chỉ cần công thức Pythagore là xong đúng không? SO này nó bằng SD bình. Được chưa? SD bình trừ đi OD bình, thấy không? SD bình trừ OD bình. Cái bậc 2 của 2A bình là 4A bình. Trừ A căn 2 trên 2 tất cả bình. Lấy máy tính bấm ngay. Ờ, căn 14 trên 2. Vậy thì thể tích xong rồi đó. Có chiều cao rồi, có đáy rồi đúng không? Đây. Đây. Thể tích là 1/3 là nét đáy là A bình nhân với A căn 14/2. Kết quả là A mũ 3 căn 14/6. Xong bài. Câu đơn giản. Ví dụ 3. Câu này diện tích đáy thì người ta cũng khuyến mãi cho mình luôn đúng không? Có một cái chi tiết đó là góc giữa cạnh bên và cạnh đáy. Thì các bạn ở đây có bạn nào còn mất góc rồi? Còn mất góc không? Nào, có mấy chi tiết nào? Cạnh bên và đáy này. Cạnh bên ấy thì trong hình chóp đều, chú ý này. Cạnh bên thì cạnh quái nào cũng như cạnh nào cả. Được chưa? Thì bạn chọn đài một cạnh bên này. Cạnh nào đây? SD nhá. Thấy chưa? Phải đẩy ra góc nào đây? SD gì? Có nhớ quy trình không? 3 bước đúng không? Nhau lại này. Điểm trúng là điểm nào? Điểm D này. Đấy là SD nhá. Đấy là đẩy ABCD nhá. Điểm trúng là này. Được chưa? Tư điểm còn lại hà vuông góc này. Đó là gì? SO. Tư điểm còn lại hà vuông góc của đáy. SO chưa?
Sau đó ta chen điểm chung ở giữa là SD gì? SD gì các bạn? SDO đúng không? Ba bước này. Còn mất gốc ở đây tôi nhắc lại một lần nữa này. Góc giữa SD với đáy này. Thứ nhất là điểm trúng là điểm D. Được chưa? Gạch cái điểm trúng đi. Đó là bước 1 này. Bước 2 là từ điểm còn lại này hà một thằng vuông với đáy. Từ S mà hà vuông với đáy thì là SO. Được chưa? SO vuông với đáy. Bước 3 chen cái điểm trúng ở giữa là SDO. Được chưa? Thì đó là cách khẳng định góc giữa đôi bề mặt. Thì bạn nào mất góc thì cần phải xem lại video mất góc nhá. Được chưa? Thì thấy nếu sơ lược về ba bước. Cái bài này không khả gì cái bài hồi nãy cả. Cái đoạn OD này bằng bao nhiêu? A căn 2 trên gì? Trên 2 vẫn thế nhá. Như vậy cái tam giác SOD này có góc 60 độ. Đúng không? Muốn tính cạnh SO. Ta quan sát này, SO là cái gì của góc 60 này? Tam giác SOD ấy. Cạnh đối này. OD là cạnh gì? Kê. Đấy là vuông ở O nha. Như vậy đối chia kê là tan chưa? H ở đây chính là SO. Như vậy ta sẽ tam giác SOD. SOD. Tan 60 bằng SO chia OD là căn 3. OD là A căn 2 trên 2. Vậy SO mình sẽ nhấn cái này lên đây. Nhấn lên A căn 6 trên 2. Được chưa? Vậy có chiều cao và diện tích đáy thì bạn hoàn toàn là tính được thể tích. Đây, có chiều cao này, có diện tích đáy này. Vậy từ thay vào nhé. Xong rồi thì từ chào cái câu khác cái nhá. Chưa mày ngồi chơi không? Quan trọng nhất vẫn là cả bạn phải tự làm được. Thế bây giờ đầu tiên này. Đầu tiên là ta có chiều cao này này. Người ta khuyến mãi cho bạn chiều cao chưa? Cái các bạn cần tính ở đấy là gì ạ? Đấy đúng không? Đấy là hình chữ nhật. Chữ nhật thì là bằng dài nhân với rộng. Đúng không? Dài nhân rộng. Tức là cái em cần tính ở đấy là AD và DC đúng không? Rồi, bây giờ mình có góc 30 độ này. Mình sẽ cần tìm thêm một cạnh nữa là dùng tỉ số lượng giác được. Đầu tiên bước 1 phải làm như này. Sẽ tam giác SOC. Vuông ở O. Vuông ở O nha. Thì có phải là mình có cạnh này là cạnh huyền không? Mình có cạnh góc vuông này. Thì các bạn sẽ Pythagore hai ông này. Được chưa? Mình Pythagore hai cái thằng này này. Lấy thằng này trừ đi thằng này này. Tức là cái cạnh OC ấy. Công thức Pythagore là SC bình lớp 12 là phải viết Pythagore nhá. Trừ đi SO bình. Đó. Tức là 5A bình mà trừ đi 3A bình. Là bằng A căn 2 đó. Là bằng A căn 2. Được chưa? Rồi. Hiểu bước này chưa? Sau khi mình đã có được OC thì bạn sẽ tính được AC không? Khi mình có OC này, bạn nhân đôi lên mà ra được AC. Hai lần OC là bằng 2A căn 2. Được chưa? Rồi.
sau khi mình đã có được AC thì bạn hoàn toàn là bạn tính được AD với DC thông qua cái gì? Tam giác ADC là tam giác vuông ở gì? Ở D có góc 30 độ, có cạnh huyền, đúng không? Cạnh này là cạnh huyền. Bây giờ thầy hỏi này, CD là cái gì của cái góc 30 độ này? Đối với huyền là cái gì? Đối với huyền là sin. Xét tam giác ADC vuông ở đây nhá. Sin 30 bằng CD được chưa? Chia cho AC. Sin 30 là 1/2 bằng CD trên AC là 2A căn 2. Vậy bạn nhân chéo sẽ là CD là bằng A căn 2. Và khi bạn có được CD là A căn 2 thì bạn hoàn toàn là tính được cái này. Giờ theo cái gì? Tam giác này đã có cạnh huyền, cạnh góc vuông thì mình dùng cái gì để tính AD? Pythagore đúng không? Thì như vậy là đoạn AD là bằng căn bậc 2 của AC bình trừ đi CD bình là bằng căn bậc 2 của cái này bình lên là 2A căn 2 tất cả bình trừ đi A căn 2 tất cả bình bao nhiêu nhỉ? Mấy? A căn 6. Vậy thì mình có AD là A căn 6, CD là A căn 2. Vậy chúng ta tính diện tích AD nhân với CD. A căn 6 nhân với A căn 2 kết quả là bằng 2 căn 3 đúng không? Vậy em có diện tích đáy, em có chiều cao là SO thì lớp từ tính thể tích nha. Được chưa? Có diện tích đáy, có chiều cao, thay vào mà tính SO. Câu hỏi số 11 chúng ta sẽ liên quan đến chọc cụt một chút này. Thầy sẽ sáng dạng 3 là chọc cụt. Dạng 3 là chọc cụt. Như thế nào còn là chọc cụt? Thì chúng ta đúng giống như cái từ mà chúng ta hay nói với nhau, đó là cái chóp nhưng mà bị cụt. Thế bây giờ chúng ta sẽ có một hình chóp như thế này, kiểu như này chẳng hạn. Mà các bạn lấy cái dao, các bạn cắt phẳng ra một cái phần ở đây như thế này. Đó, cắt phẳng ra. Cắt phẳng ra. Như vậy chúng ta sẽ không có phần trên này nữa. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái hình, đó là hình chóp cụt. Được chưa? Hình chóp bị cụt ấy. Thì gọi là hình chóp cụt, rất đơn giản, định nghĩa cực kỳ đơn giản luôn các bạn. Rồi, vậy thì hình chóp cụt có công thức gì nhá? Các bạn sẽ để gì một chút này. Thầy sẽ gọi cái chiều cao. Chiều cao là một kẻ thằng kẻ vuông góc ở đáy ấy. Lúc này do hai đáy song song. Chú ý chóp cụt là hai mặt đáy song song. Hai mặt đáy song song. Nha. Đó. Nó khá là giống tháp. Thì lúc này chiều cao của nó thầy gọi là hát. Diện tích đáy lớn là SC lớn, diện tích đáy nhỏ là SC nhỏ. Được chưa? Thì lúc này cái thể tích sẽ bao là 1/3 lần hát nhân với S cộng S cộng căn bậc 2 của S lớn cộng S nhỏ nhân S nhỏ. Nha. Rồi, ok chưa? Thì đấy chỉ là cái công thức mà chúng ta cần dùng. Nha. Công thức cần dùng. Bây giờ chúng ta sẽ vào câu hỏi số 11. Tính thể tích của khối chuột khối cụt tam giác đều có cạnh đáy lớn bằng 2a, cạnh đáy nhỏ bằng a, chiều cao là a căn 6/3. Thì cái câu hỏi này là để check lại cái công thức thôi. Được chưa? Để check lại cái công thức thôi, chứ cái này không quá khó như các bạn nhé. Được chưa? À. Hoặc là thầy có thể ghi lại cho các bạn cái công thức nó giống giống với sách giáo khoa một tí ở đây. Đó là cái này gọi là S phẩy đi.
được chưa? Nếu mà cháu xây giáo khóa nào sao là S như này phải như đây. Ok, trong đó S là đáy lớn, còn F phải ta gọi là đáy nhỏ, đáy bé. Rồi, vậy thì đáy lớn có diện tích là gì? Bài này không cần vẽ hình luôn cả bạn. Đáy lớn hay ta hay kiểu là S luôn nhé. Thì do đáy lớn là ta nhận đều có cạnh đáy cạnh là 2a, cho nên là các bạn nhớ giúp thầy cái công thức diện tích tam nhận đều nhé. Nó sẽ là bằng cạnh bình phương nhân với căn 3 phần 4. Kết quả của chúng ta là a bình căn 3. Đúng không? Tiếp theo này. Đáy nhỏ. Đáy nhỏ là F1 sẽ bằng cạnh bình phương nhân căn 3 phần 4 ở đây. Đấy, chiếu cáo là a căn 6 phần 3 rồi. Vậy thể tích sẽ bằng phần 3 lần hả? Đúng không? Hả? Nhân với S cộng S1 cộng với căn bậc 2 của S lớn. S nhân F1. Bây giờ chúng ta thay vào nhé, 1 phần 3 lần a căn 6 phần 3 nhân với a bình căn 3 cộng với a bình căn 3 phần 4 nhân căn bậc 2 của a bình cộng với a bình căn 3 nhân với a bình căn 3 phần 4. Xong chưa? Ok. Đến đây thì các bạn có thể bấm máy tính nhá, bấm máy tính. Nhưng mà hình như là cái số nó khá là lẻ rồi. Bấm máy thì khả năng cao là lẻ. 1 phần 3 lần nhân với căn 6 phần 3. Được chưa? Nhân với 10 ngoặc căn 3 cộng với căn 3 phần 4 cộng với căn bậc 2 của 3 phần 4. Rồi, khá là đẹp rồi. 7 căn 2 phần 12. Lưu ý thể tích là luôn luôn là a mũ 3, cho nên các bạn để là a mũ 3 các bạn nhé. Câu hỏi tiếp theo là câu hỏi số 12. Đây là một câu thầy trích dẫn đồng từ đọc sách giáo khoa ấy các bạn. Từ một tấm tôn cành 8 decimet bạc không cắt bỏ 4 phân như nhau ở bốn góc, sau đó bạc hàn các mép lại để được một cái thùng không nắp như hình 7.99. Giải thích tại sao chiếc thùng lại có hình nón cụt, chọc cụt. Thì ở đây là lưu ý này, hình chọc cụt là hình có hai đáy song song, được chưa? Thì các bạn thấy này, khi người ta cắt bỏ cái phần ở dưới đi ấy, và các bạn lột ngược, các bạn tưởng tượng nó giống như miếng bia ấy, cắt phần dưới ấy, xong rồi bạn lột ngược lên hoặc là gập xuống, kiểu như này nó sẽ gập xuống ấy, kiểu như thế. Đấy, nó sẽ gập xuống như này. Thì khi mà gập như thế ấy, thì các bạn để ý là cái hình ABCD lúc này ấy, nó là một hình đáy bé, còn cái A phẩy, D phẩy, C phẩy, B phẩy nó là hình đáy lớn, đúng không? Hình đáy lớn. Thì khi đó thì các bạn quan sát thấy là AB thì song song A phẩy B phẩy, đúng không? AB thì song song với A phẩy B phẩy. Cho nên cái mặt phẳng ABCD nó sẽ song song luôn với mặt phẳng A phẩy B phẩy C phẩy D phẩy. Vậy thì cái này là hình chọc cụt rồi, đúng không? Bởi vì hình chọc cụt là có hai đáy song song mà, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tính cái cạnh bến của thùng như thế nào. Thì ở đây chúng ta sẽ có như sau. Tính cạnh bến của thùng. Câu này trong sách giáo khoa nhưng nó thay đánh giá câu này là một câu khó, khá là khó ấy các bạn nhé. Khá là khó. Đấy là hình ABCD lúc này nó sẽ là đáy bé này. Còn hình A phẩy, B phẩy, C phẩy và D phẩy lúc này nó là hình đáy lớn. Được chưa? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta có như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ có đoạn này cắt cái hình chữ nhật này, hình vuông này cắt 1 decimet. Bên này cũng 1 decimet, còn lại ở giữa là 6 decimet ở giữa này. Đúng không?
cái cạnh D phẩy C phẩy hay là cạnh A phẩy B phẩy lúc này nó chỉ có 6 dm thôi, còn trên này là 3 dm nhé. Bây giờ để tính được cạnh bến, tức là các bạn sẽ đi tính cạnh A phẩy ở đây. Đó, thì thầy sẽ kèm một cái đường cao là H và một đường cao BK. Đó. Thì chúng ta quan sát này, từ A H kẻ A H kẻ A H vuông góc với A phẩy B phẩy. Thì chúng ta quan sát cái hình này, đầu tiên các bạn quan sát cái hình góc này nhá, A H vuông góc với A B phẩy B phẩy. Thì cái quan sát này, cả cái đoạn này là 8 đúng không? Đấy, cả cái đoạn này 8, đoạn ở giữa này là 3 này, đúng không? Đó, đoạn ở giữa là 3 này. Thì như vậy là các bạn sẽ có như sau. Hai cái khúc màu đỏ, hai cái khúc màu vàng thì tô vàng này nhá. Đó, chính là đoạn A hàm đấy. Hai khúc màu vàng này chính bằng đoạn A hàm luôn. Vậy thì A hàm tính như nào? Mình sẽ lấy A hàm, nó sẽ bằng BK. Đấy, A hàm sẽ bằng BK luôn các bạn nhá. Đấy, các bạn nhìn vào hình này này. Các bạn lấy 8, đúng không? Trừ đi 3 trên 2 là 2,5. Đúng nhỉ? 8 trừ 3 được 5, 5 chứ 2 được 2,5 được rồi. Đấy, như vậy đoạn này là 2,5 này. Còn đoạn A phẩy H, đoạn A phẩy H nhé, đoạn A phẩy H này. Đây, A phẩy H đâu nhỉ? A phẩy H đây nhá. Đó, đây là BK đúng không? Đấy, cái BK cũng góc phải A phẩy B phẩy đi. Thì gọi là có sạch này, BK này, cái xuống này. Đấy, BK kẻ xuống thì cái đoạn B phẩy K này này nó sẽ bằng A phẩy H đâu, B phẩy K bằng A phẩy H, đoạn này bằng 3 này, đoạn này bằng 3 luôn này, đúng không? Thì đoạn này mình lại tính nó bằng 6 này, đúng không? Vậy thì 6 trừ 3 B phẩy K đó bằng 6 trừ đi 3 chia 2 được 1,5 chưa? Đấy, 1,5 này. Vậy thì chúng ta sẽ pi ra con là ra A phẩy nó sẽ bằng căn bậc 2 của 2,5 bình mà cộng với 1,5 bình. Đấy, còn máy là xong thôi đúng không ạ? Ta xem nhá, căn bậc 2 của 2,5 bình cộng 1,5 bình thì quả được căn 34 phần 2 nhé. Ok, rồi chúng ta có tiếp như sau. Thùng có thể chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít được? Ok, thùng có thể chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít, tức là ý là muốn nói là tính thể tích của cái thùng này. Thì để đây các bạn có thể thấy như này, để tính được cái chiều cao ấy đúng không? Rồi, coi như là câu này câu khác đi. Hãy sẽ quay nhé, một cái hình khác nhé, cho các bạn dễ nhìn nhé. Đây là A, B, C, D. A phẩy, B phẩy, C phẩy, D phẩy. Để tìm được chiều cao thì các bạn sẽ vẽ cho đây hai cái đường như này. Đó. Hai cái giao điểm của đáy lớn với đáy bé. Đây, cái đường O phẩy này thầy gọi là đường O phẩy nhé. Nó sẽ là đường cao hình tròn đấy. Đúng không ạ? Bởi vì nó đều là hình vuông cả mà. Bởi vì các bạn hình dung là cái mặt A, A phẩy, C phẩy, C này là một cái hình thang cân. Thì O là trung điểm, O phẩy trung điểm, thì cái đoạn O phẩy chắc chắn là vuông góc rồi. Đúng không? Từ từ O phẩy cũng sẽ vuông góc với cái đoạn D phẩy, B phẩy và DB. Nên nó sẽ là chiều cao của cái hình tròn này nhá. Bây giờ lớp mình sẽ tập trung vào việc tính chiều cao của hình tròn này. Còn diện tích đáy lớn về đáy bé thì nó khá là đơn giản. Tính đáy lớn trước nhỉ. Đáy lớn là S, nó sẽ bằng là 6 bình đúng không? Là 36. Đáy bé là bằng cạnh là 3 bình đúng không? Là 9. Bây giờ tính chiều cao thì nó đoạn O phẩy. Rồi, ok. Bây giờ các bạn quan sát một chút về cái hình này, thầy gọi đây là CE. CE. Để tính được chiều cao O phẩy. Để tính được chiều cao O phẩy. Thì đầu tiên bạn có như sau này.
kẻ thay một cái đường CE, kẻ CE vuông góc với A phẩy C phẩy, thì cái hình OCE O phẩy là hình chữ nhật. Như vậy thấy vì thay thỉnh O phẩy thay thỉnh CE được không? Thỉnh đường ấy, thỉnh CE nhá. Ở cái đoạn CC phẩy nó là cạnh 34 phần 2 rồi các bạn nhá, đúng không? Bởi vì nó bằng A phẩy, bằng A phẩy thì cũng bằng CC phẩy thôi, được chưa thầy? Tiếp theo này, cái đoạn CE phẩy này tính như nào? CE phẩy thay dự định là thầy sẽ dùng cái kia ta có bây giờ làm thế nào để tìm CE phẩy, thì các bạn có sẵn một chút về cái hình gốc ban đầu của ta. Đây, đây là hình gốc ban đầu của chúng ta đây, đúng không ạ? Hình gốc ban đầu của bạn đây đó, hình gốc ban đầu đây. Đây, con sẵn cái hình này cho chị xem này. Thì cạnh này là 3 đúng không? Thì cái đường chéo này này, đấy là nửa đường chéo của hình vuông đúng không? Sẽ là 3 cạnh 2 phần 2 đó. Thế còn cả cái hình đường chéo này sẽ là cạnh này là 6 đúng không? Thì là 6 cạnh 2 phần 2 thì là 3 cạnh 2 đó. Thì thầy có thể tính những cái đoạn 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 này đúng không? Đoạn CC phẩy này nó đoạn CC phẩy này này. Đây, đây là nhìn từ trên xuống nha. Đây là nhìn từ trên xuống này. Thì cái đoạn CC phẩy thực ra đây không phải đoạn CC phẩy nha. Khi bạn chiếu xuống ấy, bạn tưởng tượng bạn chiếu xuống đấy này, cái C này chỉ là điểm E các bạn. Đó. Đó chỉ là đoạn EC, khi mình chiếu nhìn từ trên xuống ấy thì điểm C nó đây nó sẽ trung vào điểm E. Thì lúc này cái điểm C này chỉ là trung vào điểm E luôn này. Lúc này CC phẩy nó mà các bạn nhìn ở đây này, nó chỉ là C EC phẩy nhá. Được chưa? Và nó chỉ là bằng EC phẩy nó chỉ là bằng đoạn 3 căn 2 chưa đi 3 căn 2 phần 2, vậy kết quả vẫn là 3 căn 2 phần 2. Vậy thì CE nó bằng O phẩy luôn nhé, nó sẽ bằng căn bậc 2 của CC phẩy bình phương chưa đi EC phẩy bình đấy. Được chưa? Nó sẽ bằng căn bậc 2 của 34 phần 4 trừ đi 3 căn 2 phần 2 tất cả bình phương. Căn bậc 2 của 34 phần 4 trừ đi 3 căn 2 chia 2 tất cả bình phương. Kết quả đấy bằng 2. Đúng không? CE bằng 2. Được chưa? Vậy thì cái thể tích của cái này sẽ là bằng 1 phần 3 lần chiều cao là nhân 2 lên, nhân với diện tích lớn là 36 cộng 19 cộng với căn bậc 2 của 36 cộng 19. Rồi 1 phần 3 nhân với 2 nhân với 36 cộng 19 cộng với căn 36 nhân 9 thì có được 42. Ok, có đơn vị giống nhỉ. Chúng ta lưu ý ở đây là dm khối, 1 dm khối là 1 lít các bạn nhá, 42 lít. Ok, rồi kết thúc bài toán.